Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích khiến hai mẹ con bị trọng thương. Các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Hát, 51 tuổi, và bà Dương Thị Đê, 75 tuổi, mẹ đẻ chị Hát cả hai cùng trú tại thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn. Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Tích, 51 tuổi, chồng chị Hát. Người này đã dùng hung khí tấn công vợ và mẹ vợ. Theo lãnh đạo địa phương, Tích là lao động tự do, thường xuyên trụ chè và hành hung vợ con, không chịu được sự bảo hành của chồng nên chị Hát đã về nhà mẹ ruột để ở. Khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 3, sau khi uống rượu, Tích đã tìm đến nhà cụ đê và yêu cầu chị Hát trở về nhà. Tuy nhiên, chị Hát không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Lúc này Tích đã dùng dao tấn công khiến chị Hát bị thương ở mặt, tay, bụng, còn cụ đê cũng bị thương tích ở vùng bụng. Sau khi sự việc xảy ra, Tích đã rời khỏi hiện trường, cầm theo dao nhọn bỏ trốn bằng xe mô tô. Các nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Theo lãnh đạo xã Thái Sơn, vụ việc khiến bà Hát và cụ đê bị thương rất nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bắc Giang, hiện đã qua cơn nghi kịch. Nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã có mặt xử lý vụ việc, đồng thời truy tìm Nguyễn Văn Tích. Quá trình bỏ trốn, Tích đã vào một nhà nghỉ ở thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa ẩn nấu. Khi bị người dân phát hiện, đối tượng đã lao lên nóc nhà. Nhận tin báo, lực lượng công an đã vận động thuyết phục nhiều giờ, nhưng đối tượng không hợp tác, cố thủ trên nóc nhà nghỉ. Đến khoảng 18 giờ 30 phút tối 2 tháng 3, Tích đã nhảy xuống đất bị thương nặng và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định. Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ nữ hành khách tố bị nhà xe bóc cổ, thả ở giữa cao tốc. Lực lượng chức năng cũng đang xem xét hàng loạt lỗi vi phạm của xe này. Liên quan vụ xe dù mang biển số 14B-04278, ngang nhiên chạy tuyến cố định Quảng Ninh, Hà Nội, đón trả khách dọc đường và bị một nữ hành khách tố cáo bị người của xe này hành hung, một chỉ huy phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triệu tập chủ xe và những người liên quan đến làm việc. Hiện đơn vị đã tạm giữ phương tiện, đang xem xét xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đối với chủ xe. Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đã làm việc với chủ xe, tài xế thông báo tìm nạn nhân, xác minh tình trạng sức khỏe để điều tra, làm rõ nội dung tố cáo. Vị chỉ huy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh nói. Theo một cán bộ thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh đối chiếu với quy định hiện hành tại Nghị định 100 năm 2019, tài xế và chủ xe nói trên có thể bị xử phạt nhiều lỗi điển hình như lỗi điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé nhưng không đưa vé cho hành khách thu tiền vé cao hơn quy định sang nhượng hành khách dọc đường cho xe khác mà không được hành khách đồng ý đe dọa xúc phạm tranh giành lôi kéo hành khách bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hành khách không gắn thiết bị giám sát hành trình không lắp camera theo quy định đón trả khách trên đường cao tốc xe không có biển hiệu phù hiệu các hành vi trên mỗi hành vi có mức phạt từ 800.000 đồng cho đến 5 triệu đồng. Cơ quan chức năng sẽ đối chiếu với quy định để xử lý khi đã xác minh được đầy đủ các thông tin vi phạm. Vị cán bộ cho hay, trước đó trên mạng xã hội đã đăng tải thông tin một nữ hành khách bị người của nhà xe 14B04278 bóc cổ, đuổi xuống giữa cao tốc vì không chịu trả tiền vé với giá cắt cổ. Mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé, lừa đảo. Đi từ Hà Nội, Bắc Ninh 200.000 đồng. Hà Nội uông bí 400.000 đồng, móng cái 500.000 đồng. Không đồng ý trả vé cao, nhà xe dở giọng côn đồ đòi mỗi hành khách 200.000 đồng, thả xuống giữa cao tốc gần cầu đuống. Khách chụp lại biển số xe, nhà xe còn bóp cổ hành khách. Nội dung đăng tải trên mạng xã hội kèm theo hình ảnh cổ một người bị xước khiến cộng đồng mạng bất bình. Theo cơ quan chức năng, chiếc xe này không đăng ký kinh doanh vận tải, không có giám sát hành trình và không có phù hiệu. Ông trung chủ xe khách nói trên lý giải nguyên nhân là phụ xe cũng tên Trung, nhà ở thị xã Đông Triều theo xe đi chơi và đã uống bia rượu khi ở đầu bến Hà Nội. Khi xảy ra đôi co giữa Trung và hành khách thì tài xế đã can ngăn nhưng không kịp. Chiếc xe này gia đình mới mua với mục đích để kinh doanh vận tải khách du lịch, tuy nhiên chưa làm thủ tục đăng ký chuyển biển kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật, ông Trung nói. Thời điểm xảy ra sự việc, tài xế lái xe tên là Trường, trú tại thị xã Quảng Yên còn người đi cùng tên là Trung, trú tại thị xã Đông Triều. Sau khi làm việc với cơ quan công an, gia đình chủ xe đã đăng tải lên mạng xã hội để tìm nạn nhân để gặp mặt, xin lỗi và sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe nếu có. Công an thành phố Hà Nội cho biết, công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xem xét xử lý vụ bốn mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Theo Công an thành phố Hà Nội, sáng ngày mùng 1 tháng 3, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có một ô tô mang biển kiểm soát 88A dừng đỗ trên cầu Đông Trù nhưng không thấy người bên trong hoặc trông giữ xe. Người dân nghi có người nhảy cầu nên báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy sau đó đã điều động lực lượng cứu nạn cứu hộ và lực lượng cảnh sát 113 Long Biên tổ chức xác minh thông tin và tìm kiếm. Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định chị NTTH, chú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, là người điều khiển chiếc xe ô tô trên, chở ba con trai đến cầu Đông Trù. Sau đó, bốn mẹ con xuống xe bỏ đi. Mục đích là chị H muốn dọa chồng chứ không có ý định nhảy cầu. Chị H đã gọi điện báo cho gia đình chồng biết bốn mẹ con vẫn an toàn. Trước thông tin trên, nhiều người thở phào vì tính mạng bốn mẹ con không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bức xúc lên án hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của người mẹ đã khiến nhiều người lo lắng. Đặc biệt, lực lượng chức năng phải vất vả tìm kiếm nhiều giờ giữa trời giá rét. Cộng đồng mạng cho rằng cần phải xử lý người phụ nữ đã gây hoang mang dư luận. Dưới góc độ pháp lý, theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư Hà Nội, hành vi của người vợ điều khiển xe ô tô dừng đỗ trên cầu, để lại thư tuyệt mệnh cũng như bốn đôi dép trên cầu là những thông tin giả hành vi của người vợ đã vi phạm điểm C, khoản 3, điều 7, Nghị định 144-2021 NDCP ngày 31 tháng 12 năm 2021, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, người vợ có thể bị xử phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Ngoài ra, người vợ còn có thể bị xử phạt về hành vi dừng đỗ xe ô tô trên cầu, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, người có hành vi đỗ xe ô tô trên cầu còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Còn theo ý kiến của tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết đây là sự việc không đáng có, sẽ là bài học rút kinh nghiệm cho nhiều người khi đưa tin sai sự thật gây lo lắng cho các thành viên trong gia đình và làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, gây mất thời gian và công sức của cán bộ, cơ quan chức năng. Theo luật sư, việc quyên sinh có thể không phải chịu chế tài của pháp luật, nhưng nếu mang con đi quyên sinh, sát hại con thì đó là hành vi vi phạm pháp luật, là hành vi giết người và người thực hiện hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với chế tài có thể cao nhất là tử hình. Nếu còn sống, luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm, nếu vì mâu thuẫn vợ chồng mà đe dọa giết con, mang con đi quyên sinh khiến cho những đứa con và những người thân trong gia đình lo sợ sự việc có thể xảy ra thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người đe dọa đó về tội đe dọa giết người, mặc dù hành vi chưa thực hiện, hậu quả chưa xảy ra. Hành vi giận cá chém thớt, vì mâu thuẫn mà mang con đi quyên sinh là hành vi vi phạm pháp luật và rất đáng lên án, cho dù đó chỉ là ý định Suy nghĩ trong đầu thì suy nghĩ này cũng phải loại bỏ để đảm bảo duy trì hạnh phúc gia đình, bảo vệ tính mạng cho những người thân trong gia đình. Nếu chỉ vì những suy nghĩ không tới, thiếu kỹ năng sống mà người phụ nữ này nghĩ quẩn thì những đứa trẻ vô tội có thể chết oan, đây là điều cần phải có giải pháp để ngăn chặn để bảo vệ trẻ em. Luật sư Cường nêu quan điểm